Kính thưa quý vị, Phương Quỳnh đang có mặt tại tiệm Hip Fashion and Beauty by Kevin Hiệp, một nhà thiết kế rất nổi tiếng của cộng đồng Việt Nam chúng ta nói riêng và rất nhiều cộng đồng khác nói chung. Đến studio của anh Kevin Hiệp, chúng ta có thể thấy anh có rất đa dạng về mẫu vải, kiểu vải khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn cho bộ trang phục mà mình yêu thích. Hôm nay Phương Quỳnh rất hân hạnh được có mặt tại studio để được phỏng vấn trực tiếp anh Kevin Hiệp và để anh có dịp gặp gỡ với khán giả của VNTV San Diego. Thưa quý vị, Phương Quỳnh đang có mặt tại studio của anh Kevin Hiệp. Chào anh. Hello, chào em. Chào quý khán giả đang xem chương trình của đài VNTV. Anh có thể giới thiệu sơ về cái studio của mình được không ạ? Thật ra studio này là một studio mới. Nó tháng 9 này là nó tròn được 2 tuổi. Và anh Hiệp làm ở cái studio cũ là 21 năm và mới qua đây được 2 năm, gần 2 năm. Thì quý vị cũng đã biết là Kevin Hiệp làm ở studio cũ là nằm ở trên đường Busan. Thì hiện tại bây giờ cái studio mới này nó là nằm ở trên Golden West. Nó cũng cách Busan mình khoảng chừng 7 phút. Anh mở cái studio mới này thì cái studio cũ vẫn hoạt động không hay là anh move toàn bộ về đây hết ạ? Tất cả là đều move về đây hết, tại vì ở đây nó rất là rộng. Ở đây là nó có hai tầng và ở dưới là các bên em làm một cái studio để chuyên may quần áo, tất cả các vải cũng như quý vị thấy. Đằng trước thì các bên em để cho Kevin Trung Dũng làm makeup với lại tóc, hair design. Thành ra tất cả những cái gì mà về đẹp á thì là đều ở trong cái studio của Kevin Hiệp. Thành ra Kevin Hiệp để chuyển lại một cái tên mới, nó là Hip Fashion and Beauty. Dạ thì mọi người đều biết tới anh là một nhà thiết kế nổi tiếng mà thường là về áo dài cho những ca sĩ của trung tâm Thuyết Nga hoặc là những ca sĩ của trung tâm khác. Thì ngoài áo dài thì anh có thiết kế gì khác không ạ? Trên 30 năm, cũng như là gần 30 năm Kevin Hiệp làm ở tại hải ngoại này thì tất cả những cái quần áo gì nghiêng về phía nữ cũng như phía nam là Kevin Hiệp đều làm hết, không ngoài trừ riêng chỉ áo dài thôi, mà Kevin Hiệp còn làm tất cả những cái đồ khác, chẳng hạn quý vị đã xem trên những cái trung tâm lớn ở tại hải ngoại. Ngoài cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì anh có nhiều khách của cộng đồng khác không ạ? Thật ra thì Kevin Hiệp có rất là nhiều cộng đồng khác cũng có đến đây, mà nhất là những người ngoại quốc, mà nhất là họ lập gia đình với lại người Việt Nam và họ mài những chiếc áo dài, chú rể và cô dâu cũng mài. Em có một câu hỏi cho anh là áo dài của chúng ta thì thay đổi theo từng giai đoạn, mỗi một năm khác nhau thì có những cái kiểu khác nhau, và gần 2 năm gần đây em thấy là cái áo dài cách tân là nó mới ra, người ta có thể bận với quần ống túm hoặc là váy, thì anh cảm nghĩ sao về cái chiếc áo dài cách tân ạ? Thực ra thì áo dài cách tân mình nó đã có hiện cách đây khoảng chừng 20 năm trước rồi, nhưng mà thật ra nó không có thịnh hành lắm. Thì bây giờ là thời điểm mà để nó thịnh hành, để quý vị cũng đã thấy chiếc áo dài từ cái lúc mà cái áo dài nó dài mà bây giờ nó trở thành ngắn. Nhưng mà đối với Kevin Hiệp thì cách tân như thế nào thì cách tân, nhưng mà Kevin Hiệp vẫn đi theo cái truyền thống traditional. Thật ra thì áo dài ngắn nó cũng dễ thương, nhưng mà Kevin Hiệp nghĩ là áo dài ngắn dành riêng cho những giới trẻ mặc thì nó hợp lý hơn, nhất là những người mà họ làm trong nhà hàng thì nó hợp lý hơn, còn những cái tiệc tùng hoặc là những cái tiệc sang trọng thì không nên mặc cái áo dài ngắn cách tân đó. Thì nếu mà mặc như vậy thì nó hơi bị nó hơi phá cách quá, làm cho mình thấy, hơn nữa là mình nên nhớ là vậy nè, mình mặc áo dài dài thì mình sẽ thấy nó cao hơn, mà khi mà mặc áo dài ngắn thì mình thấy nó, người mình nó bị thấp đi. Thì đa số thì Kevin Hiệp tư vấn cho tất cả khách ở đây thì nên mặc áo dài dài tốt hơn. Đó là những chia sẻ rất là tận tình của anh Kevin Hiệp đúng không ạ? Dạ, em cảm ơn anh đã bỏ chút thời gian để trả lời câu hỏi và để có thể giao lưu với khán giả của đài VNTV ạ. Kevin Hiệp cảm ơn em đã đến đây với lại khán giả của VNTV. Thì lần đầu tiên Kevin Hiệp cũng hơi nói chuyện với em ở đây, thì cũng đang làm việc mà nó hơi lộng cộng tí xíu, thì mong quý vị bỏ qua cho, thì mong rằng
Khi khác thì Kevin Hiệp sẽ có một cái thời gian rảnh rỗi và nói chuyện với lại tất cả quý vị ở San Diego về chiếc áo dài của mình với lại truyền thống của chiếc áo dài tốt hơn. Phương Quỳnh xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi cuộc phỏng vấn nho nhỏ giữa Phương Quỳnh và anh Kevin Hiệp. Hy vọng trong tương lai anh Kevin Hiệp sẽ có dịp đến San Diego để chia sẻ với các khán giả của VNTV về chiếc áo dài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.